Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phương Nguyễn đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm list thực tế cài đặt nha các bạn, install. Rồi, hôm bữa trước là nói các cái điều kiện để cài rồi. Rồi, bây giờ đây là các cái bước cài cơ bản, đúng không? Một trên domain, hai là cài các cái feature. Số 3 là cài Internet 4.8, cài các Visual công cộng 12, 13, cài Microsoft Communication MAPI 4.0, Core Runtime. Rồi, chạy VBA. Đây, ok, đó là các bước không? Rồi, chúng ta sẽ đi vào thực địa nha. Đầu tiên đây là con AD chúng ta đây. Con AD của Phương Nguyễn nào, 12 thôi. 16 con kia, domain về trái lát nha, như bữa chúng ta nói. Rồi, có cái con cần cài 26, thấy chưa? Đây, 26 nè các bạn thấy không? Đó, tên em. Rồi, đầu tiên, cho domain, chúng ta sẽ tiến hành chọn cho domain. Rồi, là để tag group chấm lab. Được chưa? Cho domain. Dĩ nhiên chúng ta phải log on vào có cái quyền là domain admin để nó có thể chạy được mấy cái lệnh là này. Đây. Các bạn nào cài Windows 2012, 2022 thì chúng ta sẽ dùng chạy vô đây. Đó. Đây là cái phần node cài đặt đúng không? Còn 2016 chúng ta chạy ngay cách cái trên trên. Rồi chúng ta sẽ chờ một tí cho nó reboot lại, cho nó apply. Đó, hôm nay chỉ cài đặt thôi các bạn, còn những cái bài mà cài HA này nọ thì tôi sẽ hướng dẫn sau. Rồi nó sẽ reboot lại, ta sẽ nó lại con. Rồi chúng ta log on. Rồi. Phương Nguyễn, Phương Nguyễn mày lắp. Ok. Xem mình đây. Ok. Rồi để Phương Nguyễn chỉnh cái này nó lắp vô domain. Ta phải lắp qua domain nha các bạn. Lắp qua local nhiều, lắp on domain admin để có quyền cài. Rồi. Bước thứ hai là cái gì? Rồi, cài cái này. Ok. Này copy được đúng không? Copy thì copy dẫn này. Rồi, cái này. Chạy báo về sale. Rồi, chờ một tí, lót hay lòng. Này nó on. Install feature nè, bao gồm là .NET 4.5 nội tại nè, rồi server media nè, RPC HTTP nè, rồi RS cluster nè, cluster command line nè, rồi cluster management nè, Windows nè, rồi chạy dịch vụ web ISS nè, Outend nè, web browser. Ok. Rồi, nó load xong nha. Rồi, bây giờ kiểm tra lại cái này cái tí đi. Rồi nó có đúng không? Server lab nè, mình làm tí thôi. Ok, trở về hai cái DNSDC đúng rồi nè. Rồi. Chúng ta sẽ chạy cái đó bằng Power Shell. Ta gõ Power Shell DNS admin. Power Shell. Rồi. Rồi, chỗ này nè, copy. Copy. Chờ, bash. Enter. Cái này là nó sẽ cài feature, chúng ta có thể là cài từng bước từng cái chạy đây nè, nên ta lại lệnh cho nó nhanh rồi chúng ta add ở đây đúng không, rồi nên cho chat theo đó cũng được, đó là cái cách tạo bằng gai, nhưng mà ở đây mình gõ cái lệnh cái sau đó chúng ta reboot lại xong, được chưa? Cái này cài cũng tương đối nhanh đó. Rồi chúng ta sẽ cài xong cái này, nó yêu cầu reset thì chúng ta sẽ reset server trên lại, chúng ta log on lại rồi chúng ta tiến hành cài. Ta cái gì? .NET 4.8 đúng không? Ok, 4.8. Rồi, cài xong thì set. Tức là mình cài theo từng tự nha các bạn. Rồi, đó, 20%. Này nó cài dịch vụ web, rồi cài mấy cái gọi là chứng thực về Windows nè,
RTS nè, để nó có thể những cái công cụ mà móc từ Admin Active Directory á, RDS, Directory Tool nè, để nó móc qua các bạn. Cái mới thì tương đối rất là dễ, trên nó chỉ khó cái chỗ là migration từ cái cũ lên cái OK, vừa nghe nhạc xong luôn. Quay lại. Cài .NET. OK, cài .NET. Rồi, dĩ nhiên là Phương Nguyễn có chuẩn bị hết rồi ha. Cài phiên bản mới nhất luôn để phá lỗi những cái phần bảo mật của trên hiện tại. Rồi, cái phần mà cài mình thực hiện xong. Thứ hai, rồi cài các cái Visual .NET hay không, không cần cũng được. OK, nó sẽ tiến hành cài Visual công cộng 2012. Không, cái này là cái thư viện thôi, Visual Distro Experiment. OK, 2013 luôn nha các bạn, cái này nhanh, rất là nhanh, đẹp đẹp thôi. OK, rồi bây giờ nó sẽ cài là 4.8 .NET 4.8. Rồi thứ tự, rồi hai này cài sao, cài OK cài. Rồi còn E nữa đúng không, ABC E. Rồi cái này xong mới ta, cái này trong thời gian đó tôi sẽ giải nén cái này làm nha, trong thời gian giải nén. OK, trong thời gian cài tôi sẽ giải nén cái này làm. OK, quên lại gì nén trước là được rồi, tốn thời gian. Này đúng là mặt vậy nè. Rồi đây .NET vẫn cho không diện wizard là tích vào đồng ý cái chấp nhận license, không có thể kéo install license để sẽ cài. Dĩ nhiên là trước khi cài trên này á là các bạn phải check update Windows mới nhất, update mới nhất. Dĩ nhiên là cái thằng 2016 này nó có cái phần cài đặt bản vá này, không tab B này nè, để thiết kế security ngày 13/16. Thì đây á mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi, tức là update bản mới nhất rồi, không đây là anti đó thôi, có gì. Rồi cài .NET 4.8, cài 4.8 thì bắt buộc chúng ta phải reset nó mới apply. OK, cuối cùng cũng xong rồi các bạn, quay lại xong finish. Rồi finish xong rồi, sau khi finish thì nó sẽ kêu reset đó, cái này là tắt cuốn, ta phải reset nhau, nó sẽ reset. Reset xong ta sẽ quay lại này này này. Rồi reset, sau khi reset xong thì chúng ta cài tới cái bước thứ năm E là Microsoft Unified Communication Manager API 4.0 Core Runtime 64 bit. Cái này để hỗ trợ mấy cái tổng đài Unified Communication Manager nè, nhưng mà lên phiên bản 2019 thì coi như là tổng đài bỏ rồi. Nhớ cái ron là Unified bỏ, thì cái bài mà bỏ hôm bữa clip đầu mình chia lại rồi. Rồi cài xong thì admin đã giải nén xong, thì chúng ta sẽ cài câu lệnh là đầu tiên là extend schema, thứ hai là extend về id, thứ ba là chuẩn bị về domain, chuẩn bị id và setup. Setup thì có tới hai cách là guide hoặc là mainline chúng ta gọi luôn, nhưng mà để club cho các bạn dễ hình dung admin sẽ setup bằng giao diện. Dĩ nhiên là các bạn có thể setup double click chạy thẳng luôn, không cần mấy cái kia, nhưng mà khi đó nó sẽ báo lỗi và nó chửi. Khi mà nó chửi thì chúng ta sẽ tay theo những cái chửi đó và chúng ta sẽ trả lời nó, tức là Microsoft hỏi gì mình trả lời. Ví dụ như nếu chúng ta thiếu cài, thiếu này thiếu kia thì nó sẽ hỏi báo lỗi,
chừng nào ông ta trả lời đủ hết những cái yêu cầu mà các bước yêu cầu Phương Nguyễn đang cài cho nó mới nói mới cho cài. Cho nên các bạn nếu mà click vô cài là nó không cài được đâu, cho nên chắc cú chúng ta phải làm từng bước cài các cái role, cài các cái feature, cài .NET chấm 4.8, 4.NET là quan trọng nhất, rồi mấy cái Visual Require 23, 23, 2023, rồi mấy cái MBI, lên tham. Đó, nhớ nha. Rồi, vô rồi nè các bạn. Rồi, cái này nó lên, cài nó đi. Rồi, coi như là sau khi reset xong, đã chạy cái bước này. Rồi, Microsoft Unified Communication Management API. Ok, tiếp. Lại cứ càng tắt cái này lên chút cho cái lần sau reset không có tắt cái này nữa. Ok, đóng lại, ok chưa, tiếp tục. Rồi exchange 1 2, rồi Unified Communication run as admin. Rồi, tại mười ghi server lab các bạn nó hơi chậm, còn các bạn server thật đó cho ra nhiều nhiều lên nó chạy nó nhanh. Unify Communications rồi, ok this way đây nè, để cài cái này thì nè, cài cái Visual nãy là trước đó tôi cài các bạn coi rồi đúng không, cái này nó hỗ trợ các nhận ngôn ngữ nè, đích nè, rồi chúng ta tiếp nhận để cài. Cái này cũng nhanh thôi. Nè, Microsoft Bing nè, hỗ trợ Microsoft Bing là để kết nối với cái tổng đài ship rồi đó. Rồi, cái này cài là khá là nhanh đúng không? Install complete nè các bạn. Ok. Xong. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành bước cuối cùng là giải nén cái file ISO nãy giải nén rồi, chúng ta sẽ stop toàn. Ok, động rồi đây nè các bạn, chưa cái này để này chúng ta sẽ chạy bằng CMD nha các bạn, run as admin bằng CMD, nhớ là phải run as admin. Rồi này đang ở C đúng không, CD tới CD chuột trên hàng 10 CD trên hàng 10. Rồi sau đó chúng ta sẽ copy chuẩn bị về AD nè, được chưa, rồi setup debug copy rồi cái giờ cái câu lệnh đầu tiên đó nó sẽ đây là Microsoft Server trên Cumulative Update 20 Understand Setup. Đó, phiên bản này là mới nhất hiện tại đến thời điểm 26 tháng 3 2021 lúc Phương Nguyễn đang lắp cài đặt cho các bạn là bản CO20 là mới nhất nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ chờ nó sẽ làm động tác là copy những cái file setup đó, nó sẽ copy những cái display AD chuẩn bị AD cho cái việc installation này, rồi chờ thôi. Rồi, complete nha các bạn. Xong. Đó, bước 1 đã xong là repair schema, ok. Bước thứ hai là chúng ta sẽ repair về AD. Đó, ta copy thôi. Bạn chạy tiếp. Đây. Copy cái trên này.
Đây. Đây, xem chính là con store rồi. Đây là tôi đặt là việc tech group đúng không? Setup. Ok, tiếp tục. Rồi, để tôi chụp hình cái đi. Submit. Tiếp tục, nó làm copy và extend và repair AD. Nó extend về schema nhanh. Xong thì cái này ở mức directory domain. Nó đi extend nó lâu thôi. Đây. Có nghĩa là nó sẽ kiểm tra trong cái hệ thống gọi là Turbo AD nội bộ của ta, nó coi cái có thằng nào mà 213 hay không. Có 216 chạy 20 không nè. Ở đây mới nè cho nên nó báo không có. Nếu là chuẩn bị cho 216 là RBAD nè. Rồi BAD sau khi cái này nó sau khi RBA này thì chúng ta sẽ không thể cài được 213 hoặc 210. Đó giải thích cho các bạn luôn, có nghĩa là chỉ cài 216 thôi. Tại vì cái version gọi là cái command table giữa AD với lại version 216 á thì nó đã tăng ở trên rồi. Nếu mà chúng ta rebuild cái domain này là nó chỉ vật do điện thoại trên 24 trên mình thì admin ra rất là kỹ cho các bạn rồi, cho nên người cài nó sẽ không có lỗi xảy ra là như vậy, chứ không phải lắm này là cắt ghép cho các bạn coi nha. Đó, nãy giờ là làm là cố gắng quay thực tế luôn đó. Rồi là bước thứ hai xong luôn nè các bạn, thấy không, rebuild về AD commit. Rồi bước thứ tư nữa là xong là repair domain, thì ở đây tôi chỉ cần repair domain thôi, được rồi, không cần nói domain đâu, chỉ có hai repair domain được rồi nha các bạn. Rồi sau khi repair cái này nữa là chúng ta chỉ cần setup step by step. Ba bước này là quan trọng, không thể nào là kém cạnh được. Còn cái thư viện trên là cũng là tiền thôi. Rồi xong luôn các bạn, thấy không, nhanh chưa. Rồi chúng ta sẽ quay lại đây là đã chuẩn bị về schema repair AD, repair domain, bước cuối cùng là chạy setup. Thì cái phần setup này có thể chạy bằng lệnh, thì admin hướng dẫn cho các bạn chạy bằng cái giao diện cho các bạn dễ hình dung nha. Đóng lại sell xong chúng ta double click vào setup nè, chúng ta gỡ setup đây cũng được. Ok, rồi chúng ta sẽ chạy setup và change. Xin lỗi các bạn, để tôi chạy cái file MSI. Rồi sau khi chạy xong chúng ta sẽ chạy bằng giao diện gọi là setup. Thì tại đây á tôi sẽ làm cái phần giao diện cho các bạn dễ hình dung và gai mà dễ. Bước đầu tiên nó sẽ kiểm tra check update đó là tên. Thì cái đây á, nếu mà update thì nó cái nói net update luôn, còn không thì chúng ta chọn net, chúng ta để mặc định luôn. Rồi đầu tiên nó sẽ kiểm tra về ổ đĩa, nó hiện tại là bản mới nhất rồi nên không có, chúng ta còn nét. Bước thứ hai là nó sẽ copy file installation. Cái này cũng phải hơn nửa tiếng, tại vì nếu mà đối với cái cài này có 15 sạc 15 switch. 15 switch. Dĩ nhiên là cái mấy cái phần ấy tôi sẽ tóm gọn thôi, next đến thứ nhật thôi. Cái này các bạn dễ dùng rồi, tới đây thì giống như cài đặt bình thường, chúng ta sẽ chờ thôi. Nó copy file và thực hiện theo wizard, nó hỏi gì mình trả lời cái nấy. Rồi bắt đầu nó sẽ init setup, là nó sẽ chuẩn bị các cái resource cần thiết trước khi tiếp tục bước kế nè. Rồi Microsoft Edge Server 2016 Cumulative Update 20 bản này mới nhất đối với hiện tại đến thời điểm 26 tháng 3 năm 2021.
sắp ra rồi ra cái giao diện về giới thiệu nào mà chúng ta trên giúp các bạn đi xa gì đó để tăng cái hiệu năng cho user. Rồi từ đây chúng ta sẽ tiến hành next. Rồi từ đây chúng ta sẽ chấp nhận cái agreement và lesson của nó, rồi save nha các bạn, rồi nó sẽ next. Rồi từ đây recommend có nghĩa là nó sẽ dùng setting recommend cho nó, thì chúng ta chọn là yes luôn, ta chọn next. Thì ngay chỗ này á, cái phần mà deploy role thì đây nó sẽ cài là mailbox role. Khi chúng ta click chọn vào mailbox role thì cái S nó sẽ mở, được chưa, tự động cài server role yêu cầu, đúng không? Chúng ta click vào tự động cài luôn. Nếu mà nó khi mà cài trong quá trình cài á, nó cần thì nó sẽ install luôn cho chúng ta đó. Thì mình cái động tác này là làm đầu tiên rồi, chúng ta sẽ chọn next. Thì tại đây là chúng ta sẽ chọn cái thư mục blue cài đó, chúng ta sẽ để mặc định luôn đi. Nếu các bạn nào cần chúng ta sẽ new ra. Rồi ở đây nó hỏi là protection malware có cần hay không, nó nếu mà chúng ta chọn yes thì nó disable can đó, chúng ta để mặc định ta không rồi là nó sẽ can, có nghĩa là ta để mặc định là enable cái dịch vụ can antivirus đó, malware đây nha. Đó, nó sẽ phân tích cái này là nó kiểm tra lại những cái phần check cái đây chúng ta nè, hiểu không? Nó sẽ check những cái require về ad nè, prepare về stand camera nè, rồi ad domain đó, tức là nó gọi là readiness check, có nghĩa là nó đọc lại những cái, nó đáp ứng những cái yêu cầu của nó chưa. Thì tại đây nè, admin nói rồi, nếu mà không đáp ứng thì nó sẽ báo lỗi ngay chỗ này chúng ta luôn, bắt buộc chỗ này nó phải pass qua rồi nó mới có hiện cái chữ install cho chúng ta. Analysis 100% mà chưa có hiện cái install nha. Rồi từ từ chờ anh tí. Nghĩa là họ mạng, chúng ta chọn install lại xanh. Dạ. Rồi nó có 14 bước. Tới đây chúng ta sẽ ngồi chờ hết từ 2 cho tới 14 bước là coi như là finish xong. Cho nên cái phần này mình sẽ gọi là bypass cho các bạn, tức là không có để clip dài quá. Thì tới cái clip mà gần, tới cái khúc mà gần file nha các bạn, setup xe này sẽ tiến hành cài đặt file. Rồi chúng ta tiến hành chờ, nó có tới 14 bước rồi. Cửa 14 rồi các bạn ạ, là clan set run and service sắp xong rồi, còn 2 bước nữa là xong rồi, cố lên. Rồi 97% rồi các bạn ơi, cố lên. Rồi 100% phí nhịch luôn. Rồi đó, các bạn thấy không, như vậy thì nó đã setup complete nha các bạn, không là conversion setup finish successful. Để hoàn thành các bạn có thể reboot lại, có nghĩa là chúng ta phải reboot lại server và chúng ta sẽ view share đó, chúng ta finish đó. Thì để mà rút ngắn thời gian thì mình sẽ start lên, chúng ta log on vô, ok, để khởi động cái trình quản lý ta vào đây đó, và chọn đây nè, trang 16 đó các bạn thấy không, nó có trên administrative center đó, ta tạo ra nó lên, còn ta chọn là ok, tạo one location. Rồi cái này là sẽ khởi động cái administrative center ESC. Ở đây chúng ta thấy Center Desktop nè. Rồi cái cell là để quản lý bao nhiêu cell. Các bạn tới tôi sẽ nói thì bây giờ chúng ta sẽ log on vào. Thì như vậy là xong cái bài lab hôm nay, mình chỉ cần log on vô thành công là ok. Rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục nè. Giờ chúng ta trên chỉ local nha. Thấy chưa? Mình sẽ bảo đó. Rồi, đây là giao diện chính gọi là admin
Channel Pin Center, nó gọi là AAC. Rồi tới đây nè, chúng ta sẽ đăng nhập là domain secure, domain chúng ta là vietlaggroup administrator nha. Đăng nhập bằng tài khoản admin nha để quản trị. Rồi xong, như vậy thì clip này chủ yếu là admin Phương Nguyễn hướng dẫn cho các bạn cách setup step by step và các cái requirement để cài đặt, ví dụ như là repair schema, stand, repair AD, repair domain, và có 14 bước để cài đặt hoàn chỉnh một cái Microsoft Exchange 2016 bản mới nhất là CO 20. Rồi clip này đến đây xin tạm dừng, còn các clip sau thì mình hướng dẫn các bạn cách khảo sát từng đối tượng đơn đặt. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Nếu mà các bạn cảm thấy hữu ích cho các bạn thì hãy vui lòng cho Phương Nguyễn một like, share, đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.